Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh chia sẻ công nghệ của mình. Trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách có thể làm mở khóa và xóa xác minh tài khoản Google ở trên con điện thoại Oppo A58 đang chạy cái phiên bản Android 13 nhé. Khi mà các bạn bị quên mật khẩu mở khóa màn hình này, đó, đồng thời là các bạn quên luôn cả cái tài khoản Google mà trước đây các bạn đã đăng nhập ở trên con điện thoại này nhé. Nếu mà các bạn không chắc chắn được con điện thoại của chúng ta là Oppo A58 đấy, thì các bạn có thể là kiểm tra bằng cách là các bạn sẽ chọn cho mình vào là cuộc gọi khẩn cấp. Các bạn chọn cho mình vào số này. Sau đó là các bạn sẽ gõ cho mình cái dòng lệnh đó là sao thăng 899 thăng. Các bạn chọn cho mình vào là software version. Các bạn nhìn vào đây, con này thì nó có cái modem đó là CPH2577. Đó, các bạn có thể là tra cái modem này lên Google thì chúng ta cũng ra được đây là con Oppo A58 nhá. Con này thì nó đang chạy cái phiên bản Android 13 này. Đó. Bây giờ thì các bạn sẽ cần phải vào chế độ jQuery để chúng ta wipe data nhé. Và đương nhiên là cái quá trình wipe data này nó sẽ xóa sạch tất cả dữ liệu ở trên điện thoại của chúng ta. Các bạn cần phải chấp nhận cái điều này nhé. Bây giờ thì các bạn sẽ bấm đồng thời cho mình nguồn và tăng âm lượng này. Các bạn bấm rồi nhả ra cho mình nhé. Sau đó là các bạn sẽ trượt xuống dưới để tắt nguồn này. Khi mà điện thoại nó đã tắt như thế này rồi, các bạn sẽ bấm giữ đồng thời nút nguồn và nút giảm âm lượng nhé. Hiện lên logo Oppo thì các bạn sẽ nhả ngón tay ra cho mình. Đó, các bạn nhả ngón tay ra cho mình nhé. Thì nó sẽ vào trong chế độ jQuery mode. Rồi, như này là nó đã vào trong chế độ jQuery mode này. Vào đây thì các bạn có thể là bấm được cảm ứng nhé. Các bạn sẽ chọn cho mình là Ignix này. Rồi, bây giờ thì các bạn sẽ chọn cho mình vào là format data nhé. Rồi, các bạn sẽ gõ cho mình cái số mà nó hiện ở đây. Trong trường hợp này của mình là 7442 nhé. Rồi mình sẽ chọn là format. Đó đây các bạn ý nhá. Đây là cái quá trình nó wipe data này. Ok, đã xong rồi nhá, mình sẽ bấm ok này. Bây giờ thì điện thoại mình nó sẽ khởi động lại. Cái đoạn này mình sẽ tua nhanh để đỡ mất thời gian chờ đợi của các bạn nhé. Ok, điện thoại mình đã khởi động lên rồi nhá. Bây giờ thì mình sẽ chọn vào trong này. Đó, mình sẽ bấm vào mũi tên này nhá. Rồi bây giờ thì mình sẽ chọn ngôn ngữ là tiếng Việt nhé. Đây mình sẽ chọn vào tiếng Việt này. Rồi mình sẽ chọn tiếp theo này. Rồi khu vực thì mình sẽ chọn là Việt Nam này. Mình sẽ chọn là tiếp tục này. Thông tin pháp lý này thì mình sẽ chọn vào thỏa thuận người dùng này. Và bảo vệ quyền riêng tư của người dùng này. Rồi mình sẽ chọn vào tiếp theo này. Rồi bây giờ thì mình sẽ kết nối vào cái mạng wifi của nhà mình nhé. Rồi các bạn sẽ chọn vào kết nối này. Rồi mình sẽ bấm là tiếp này. Ok, đến màn hình sao chép ứng dụng và dữ liệu này thì mình sẽ bấm là không sao chép này. Đó các bạn để ý ở đây, đến đây thì nó vẫn yêu cầu mình phải vẽ cái mẫu hình mở khóa nhá. Và đương nhiên là cái mẫu hình này mình đã bị quên rồi. Đó, thì đây nó có thêm một cái tùy chọn nữa. Đó là các bạn sẽ bấm cho mình vào cái dấu nhân này nhá. Thì nó sẽ dừng ở cái màn hình. Đó là xác minh tài khoản của bạn. Đến đây thì nếu mà các bạn nhớ cái tài khoản Google mà trước đây các bạn đã đăng nhập ở trên con điện thoại này, các bạn chỉ việc đăng nhập chính cái tài khoản đó vào đây là chúng ta có thể là vào trong sử dụng được điện thoại một cách bình thường. Nhưng mà trong cái trường hợp mà các bạn quên luôn cả cái tài khoản Google này thì bắt buộc chúng ta cần phải đi xóa cái xác minh tài khoản này nhá. Và để xóa xác minh tài khoản này thì các bạn sẽ làm theo cái cách này của mình nhá. Các bạn sẽ không thể sử dụng được Talkback. Bây giờ thì mình sẽ thử sử dụng Talkback cho bạn coi nhá. Các bạn sẽ bấm giữ đồng thời cho mình tăng và giảm âm lượng nhá. Đây mình sẽ sử dụng Talkback cho bạn coi này. Rồi các bạn sẽ chọn cho mình là bật này. Tiếp tục các bạn bấm giữ tăng và giảm âm lượng này. Đó, như này là mình đã bật được Talkback rồi nhá. Các bạn thử vẽ ngang hất lên này. Vẽ ngang hất lên này. Đó, như vậy là cái cách Talkback này các bạn không sử dụng được nữa nhá. Các bạn sẽ tắt Talkback đi cho mình bằng cách là các bạn sẽ bấm giữ cho mình tăng và giảm âm lượng này. Đó, như vậy là Talkback đã tắt rồi. Các bạn sẽ làm theo cái cách này của mình nhá. Các bạn quay trở ra này. Các bạn quay trở về cái màn hình kết nối wifi nhá. Đó. Rồi các bạn sẽ chọn cho mình vào cái dấu chấm than ở cái wifi mà chúng ta đã kết nối nhá. Đó, các bạn chọn vào cái dấu chấm than này. Các bạn chọn cho mình vào là chia sẻ cái mã QR này. Các bạn sẽ chọn cho mình là chia sẻ qua nearby share.
các bạn sẽ chọn cho mình là tiếp tục. Rồi đây các bạn sẽ bấm cho mình vào là đồng ý. Các bạn sẽ chọn cho mình vào là bạn cần trợ giúp về việc chia sẻ. Rồi các bạn sẽ chọn cho mình vào cái ba chấm ở phía trên đây nhé. Các bạn chọn cho mình là chia sẻ bài viết. Rồi các bạn sẽ tìm cho mình cái, các bạn sẽ chia sẻ qua cái ứng dụng đó là tin nhắn nhé. Các bạn kéo sang bên đây, kéo sang phải này. Đây các bạn chọn cho mình cái ứng dụng là tin nhắn này nhé. Các bạn chọn cho mình là tin nhắn mới. Các bạn chú ý cho mình nhé, cái tin nhắn này thì sẽ không được nhé. Các bạn sẽ quay trở ra này. Các bạn quay trở ra cho mình này. Rồi các bạn chọn lại cho mình nhé. Các bạn chọn chia sẻ bài viết này. Sau đó là các bạn sẽ tìm cho mình cái ứng dụng tin nhắn khác nhé. Đây, các bạn chọn cho mình cái ứng dụng tin nhắn mà nó có cái nền màu xanh lá cây này nhé. Còn cái xanh này sẽ không được nhé. Đây mình sẽ chọn vào xanh lá cây này. Rồi các bạn sẽ bấm là đồng ý và tiếp tục này. Các bạn sẽ bấm cho mình là cài đặt này. Các bạn sẽ bấm là cho phép. Cho phép. Cho phép. Rồi các bạn sẽ chọn cho mình là, các bạn sẽ đặt cho mình cái ứng dụng tin nhắn này làm mặc định nhé. Đó. Rồi các bạn sẽ bấm cho mình là đặt làm mặc định này. Rồi các bạn sẽ chọn cho mình là tin nhắn mới. Sau đó là các bạn sẽ gửi đến một cái số bất kỳ. Ví dụ ở đây mình sẽ điền là 123 nhé. Rồi các bạn sẽ bấm cho mình là gửi đến 123. Ở phía dưới đây thì các bạn sẽ xóa hết cái nội dung ở phía dưới này đi cho mình nhé. Rồi các bạn sẽ gõ cho mình cái địa chỉ của cái trang web www.youtube.com. Các bạn chọn cho mình là gửi. Các bạn chú ý là điện thoại của bạn thì cần phải lắp SIM nhé. Ở đây thì mình đã lắp SIM rồi. Các bạn sẽ bấm gửi đi cho mình này. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ bấm cho mình vào cái link này nhé. Các bạn chọn cho mình là mở URL. Đó. Các bạn chọn cho phép. Đó, như này là mình đã mở được YouTube rồi nhé. Bây giờ thì mình sẽ chọn vào cái hình người ở phía trên này. Mình chọn vào là cài đặt. Mình chọn vào là giới thiệu. Mình chọn vào là điều khoản dịch vụ của YouTube. Đó. Rồi ở đây thì mình sẽ bấm là sử dụng mà không cần tài khoản. Đó, như vậy là mình đã mở được cái trình duyệt Chrome rồi nhé. Mình sẽ chọn là không cảm ơn. Rồi bây giờ thì mình sẽ vào một cái trang web mà mình hay dùng để xóa xác minh tài khoản Google. Đó là trang vnzom.net/bypass. Rồi các bạn sẽ chọn đi cho mình. Các bạn sẽ vào cho mình cái mục là setting để chúng ta vào cài đặt nhé. Ok, vào đến đây rồi thì các bạn sẽ, đây mình sẽ cho bạn coi xem lại cái thông tin con điện thoại này nhé. Giới thiệu về thiết bị này. Đó, đây là con Oppo A58 này. Đó, nó có cái modem đây là CPH2577 này. Nó đang chạy phiên bản Android 13 nhé. Rồi mình sẽ quay trở ra này. Ok, các bạn sẽ vào cho mình cái mục đó là màn hình chính và màn hình khóa này. Rồi các bạn sẽ chọn cho mình là bố cục màn hình chính nhé. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ tìm cho mình cái ứng dụng. Đây các bạn kéo lên trên này. Các bạn sẽ tìm cho mình cái ứng dụng đó là sao chép điện thoại nhé. Đây sao chép điện thoại đây. Tiếng Anh của nó là clone phone nhé. Đó, mình sẽ chọn vào là sao chép điện thoại. Rồi mình sẽ chọn vào đây là thiết bị mới này. Các bạn chọn cho phép cho mình này. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ cần phải có một cái con điện thoại Android bất kỳ nhé. Của tất cả các hãng thì các bạn đều có thể là sử dụng được. Và ở đây thì mình sẽ sử dụng một cái con điện thoại của Xiaomi. Đó. Trên con điện thoại Xiaomi này thì mình sẽ cần phải mở cửa hàng Play. Sau đó là mình sẽ cần phải tải về cái ứng dụng đó là Oppo Clone Phone này nhé. Các bạn có thể là bấm vào cái kênh nút tìm kiếm này. Sau đó là các bạn sẽ gõ cho mình cái từ khóa đó là Oppo Clone Phone này. Rồi các bạn sẽ cần phải tìm cái ứng dụng đó là Oppo Clone Phone. Các bạn để ý cái biểu tượng của nó như này nhé. Các bạn chọn vào cho mình. Sau đó là các bạn sẽ bấm cho mình là cài đặt. Hiện thông báo này thì mình sẽ bấm để sau. Rồi cài đặt xong rồi thì mình sẽ bấm vào là mở nhé. Đó, mình sẽ mở luôn này. Rồi mình sẽ bấm vào là đồng ý và tiếp tục này.
Ở đây thì nó yêu cầu quyền sao chép điện thoại thì mình sẽ bấm vào cài đặt này. Mình sẽ, nó yêu cầu quyền gì thì mình sẽ cấp hết quyền đó cho nó nhé. Rồi mình sẽ bật cái quyền này lên. Rồi mình sẽ quay trở lại. Tiếp tục yêu cầu cái quyền đó là truy cập tất cả các tệp. Mình sẽ bấm vào cài đặt và mình sẽ bật lên cho nó nhé. Rồi các bạn lại quay trở lại này. Rồi các bạn sẽ bấm cho mình là bắt đầu di chuyển này. Các bạn lại chọn vào cài đặt này và lại cấp quyền cho nó nhé. Các bạn tìm đến cái ứng dụng đó là sao chép điện thoại. Các bạn chọn vào cho mình. Sau đó là các bạn lại cấp quyền cho nó này. Rồi các bạn quay trở ra cho mình. Quay trở ra. Các bạn chọn OK cho mình. Các bạn lại chọn cài đặt. Rồi tiếp tục cấp quyền cho nó này. Nó yêu cầu khá là nhiều quyền nhé. Rồi ở đây điện thoại của mình là Xiaomi, thế nên là nó sẽ có thông báo này nhé. Mình sẽ bấm vào là tôi nhận thức được này. Rồi mình sẽ bấm vào OK này. Các bạn bấm quay trở ra này. Nó hiện lên cái bảng là cho phép sao chép điện thoại, chụp ảnh và quay video. Thì mình sẽ bấm vào trong khi dùng ứng dụng. Tiếp tục là cho phép truy cập vào lịch sử của bạn này. Mình sẽ bấm là cho phép. Đó. Nói chung là các bạn sẽ cấp hết cho nó nhé. Các bạn cho phép hết này. Rồi các bạn bấm OK này. Các bạn lại bấm trong khi dùng ứng dụng này. Rồi bây giờ thì mình sẽ cần phải chọn cái mục ở bên đây nhé. Ở đây thì nó di chuyển dữ liệu từ từ cái con bên đây. Và cái con bên đây là con Xiaomi nhé. Chính vì vậy mà mình sẽ chọn là thiết bị khác nhé. Đó, nếu mà các bạn sử dụng con ở bên đây là con điện thoại của Oppo, Xiaomi hoặc là OnePlus ấy, thì các bạn sẽ cần phải chọn một cái dòng đầu tiên. Đó. Và các bạn nào mà sử dụng iPhone thì các bạn sẽ phải chọn cái dòng iPhone này nhé. Còn ở đây thì mình sử dụng Xiaomi, mình sẽ chọn vào thiết bị Android khác này. Rồi bây giờ thì mình chỉ việc quét cái mã QR này để mình kết nối hai con điện thoại này với nhau thôi nhé. Đây mình sẽ đưa vào để mình quét cái mã QR này. Đó. Rồi nó đang kết nối rồi nhé. Rồi nó đã kết nối rồi. Bây giờ mình sẽ bấm là OK này. Rồi bây giờ thì mình sẽ bỏ chọn tất cả những cái mục này đi nhé. Mình chỉ chọn mỗi cái mục đó là ứng dụng thôi này. Rồi mình sẽ bấm vào là bắt đầu di chuyển này. Đây mình phải, các bạn để ý nhá, là các bạn cần phải chọn cho mình vào là ứng dụng nhé, để chúng ta sẽ chọn một cái ứng dụng cụ thể thôi. Nếu mà các bạn chuyển tất cả ứng dụng này thì nó khá là lâu. Đó, mình sẽ bỏ tích đi này. Đây mình sẽ chọn đây, mình sẽ bỏ tất cả đi nhá. Đó. Sau đó là mình sẽ chọn một cái ứng dụng bất kỳ, cái ứng dụng nào mà nó nhẹ một chút nhá để nó chuyển nó nhanh hơn. Ở đây mình có một cái ứng dụng này khá là nhẹ này, mình chọn vào. Sau đó là mình sẽ tích chọn vào là xong nhá. Đây. Rồi mình sẽ bấm là bắt đầu di chuyển. Đó. Hầu như là xong luôn này, đã hoàn tất chuyển này, mình sẽ bấm là xong này. Bây giờ thì mình không cần đến con điện thoại bên đây nữa nhá. Rồi mình quay trở lại con Oppo A58 này nhá. Đây các bạn để ý nhá, nó báo là đã hoàn tất chuyển rồi. Mình sẽ bấm là tiếp tục. Rồi mình sẽ bấm là xong. Rồi ở đây thì mình sẽ chọn cái nút điều hướng. Ở đây thì mình sẽ điều hướng bằng nút nhá. Đó, các bạn có thể là điều hướng bằng cử chỉ. Đó. Rồi mình sẽ bấm vào là tiếp theo. Ở đây đặt mật khẩu màn hình khóa thì mình sẽ đặt sau nhá. Mình sẽ bấm bỏ qua. Rồi mình sẽ chọn là xong này. Rồi ở đây thì mình sẽ cài đặt những ứng dụng này sau nhé. Mình sẽ bấm bỏ qua. Rồi mình sẽ bấm là bắt đầu. OK, như vậy là mình đã vào được cái màn hình chính của con Oppo A58 này để có thể là sử dụng được rồi. Bây giờ cái công việc của bạn chỉ là mở cửa hàng Play lên. Sau đó là các bạn chọn đăng nhập. Rồi bây giờ thì các bạn có thể là đăng nhập một cái tài khoản Google bất kỳ vào đây. Hoặc là do các bạn đã quên cái tài khoản Google cũ đấy, thì các bạn có thể là tạo một cái tài khoản dành cho mục đích cá nhân của tôi. Sau đó là các bạn sẽ điền những cái thông tin mà Google yêu cầu để chúng ta tạo một cái tài khoản Google mới, để chúng ta có thể là tải được những ứng dụng mà chúng ta hay dùng về nhé. OK, như vậy là video này mình đã chia sẻ với các bạn cách có thể là mở khóa và xóa xác minh tài khoản Google ở trên con điện thoại Oppo A58 đang chạy phiên bản Android 13 thành công rồi nhé. Rồi mình sẽ dừng video này tại đây. Nếu các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái chia sẻ tiếp theo của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé.